Thiên chém nhã. Thiên hả? Ừ, chém nhã thêm một chập nữa. Thiên nó nói em mà, chém nhã thêm chập có nữa. Không đụng má tao để không coi bên trên mặt. Trời trời, anh Thiên mới bị úp dưới đó. Tiếp canh này. Canh này canh gì anh? Lợn hả? Nè bò hả? Lợn. Heo ấy. Hả? Heo. Heo quá à. Gì? Canh gì? Canh heo tao có ăn đâu nè. Đúng quá, chú có giọt tao hay gì nè. Chú có đang giọt tao hay gì nè. Rồi ba ba. Mấy con em tin rồi, tôi hỏi một con thì mệt, còn con thì nói không nổi. Ôi, cặp ngồi đúng cực nữa, không nghe thôi, mấy em cặp tiếng.